Lý Thái Tổ dẹp loạn. Để quản lý thống nhất quốc gia Đại Việt, nhà Lý đã cho đổi 10 đạo cũ ở thời Tiền Lê thành 24 lộ, riêng Châu Hoan, Châu Ái thì cho đổi thành trại. Do kinh đô chuyển ra Thăng Long, cho nên vùng đất Châu Ái Thanh Hóa trở thành vùng đất biên viễn xa kinh thành của nước. Đặc biệt là ở thế kỷ thứ 10, đất và người Thanh Hóa chính là một tâm điểm để giúp các họ Khúc, Dương, Ngô, Đinh, Tiền Lê viết lên những trang sử vàng đầy dấu ấn. Vì vậy, trong quá trình ra đời và tồn tại, nhà Lý đã có sự chú ý, quan tâm đặc biệt đến vùng đất xứ Thanh Phên giàu. Cũng do ảnh hưởng và quan hệ máu thịt với các nhà họ Khúc, Dương, Ngô, Đinh, Tiền Lê trước đó mà khi nhà Lý ra đời, một số thủ lĩnh, hào trưởng, châu mục của Châu Ái Thanh Hóa vẫn chưa chịu quy phục triều đình, thậm chí còn nổi dậy, chống đối để giành quyền tự quản. Trước tình hình ấy, vua Lý Thái Tổ vào dẹp loạn ở Châu Ái xứ Thanh Như. Tháng 2 năm Tân Hợi, Lý Thái Tổ đem đại binh đánh diệt được giặc Cử Long, nay thuộc Cẩm Thủy, bắt được thủ lĩnh đem về.